Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố tuyết như là bị trận gió thổi tới trước ngực mà thân thể lại đông lạnh liền rung lên lam cho bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Cố tuyết nhìn xem chính mình đang trong một căn phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, cả người ở trên giường lớn không một mảnh vải che thân. Giờ phút này, thân thể nàng chết lặng bị nam nhân bên cạnh tùy ý điều chỉnh thành tư thế phóng đảng. Theo đó bên tai truyền đến các âm thanh tách tách của máy ảnh truyền tới, còn có khuôn mặt kia đến chết cố tuyết như cũng quên. Không được. Lâm thâm thầm, lâm thâm thâm như cũ phun ra tiếng cười tà ác mà không biết người đảnh cho ta điểm chụp rõ ràng. Ta thật rất muốn nhìn cố hàng chính mắt nhìn thấy con gái của hắn bộ dáng dâm đáng như vậy chắc chắn có rất nhiều phản ứng, có thể bệnh tim đột ngột độc phát liền chết. Ha ha. Cố tuyết như nhìn chầm chầm trần nhà, đầu óc tự động đổi lại mang theo vài phần chung sở hữu trí nhớ kiếp trước cô không phải là nuốt thuốc ngủ sau đó chết sao không phải đã sớm bị nữ nhân rắn rết trước mắt này cấp giá thấp nhất bán vào ổ mại dâm hay sao mà nàng làm sao có thể nằm ở đây cố tuyết như liều mạng lắc lắc đầu ý đồ mở miệng cắn môi cô một chữ từng chút một nói lâm thâm thâm ngươi muốn tột cùng còn muốn như thế nào nữa bị gọi đến tên lâm thâm thâm hiển nhiên là thật không ngờ nữ nhân vốn nên trạng thái mê man nhưng lại đột nhiên bừng tỉnh thậm chí còn mang theo ánh mắt thù hận mà trước kia chưa từng có đem cố tuyết như nhìn từ đầu đến chân n lần ngừng lâm thăm thăm hướng nam nhân bên cạnh quát điên cuồng đoạt lấy máy ảnh sau đó hoảng sợ nhảy từ trên ghế xuống hai tay run run cởi áo khoác chính mình hướng tới mặt cho cố tuyết như tiếp theo lâm thăm thăm dùng ánh mắt vô tội hướng tới cố tuyết như bày ra bộ mặt tươi cười tự cho là không chê vào đâu được như như a à, đừng sợ có tiểu mẹ ở đây không ai dám hại ngươi cố tuyết như cả người một trận ác hàng, không dám tin nhìn lâm thâm thâm, cô nhớ rõ, trước lúc tự sát lâm thâm thâm không phải đã lộ bộ mặt thật rồi sao? Sao có thể dùng bộ dáng lấy lòng giống lúc trước, này thật sự không bình thường, có lẽ nhìn cố tuyết như nửa ngày không có hồi âm, lâm thâm thâm tiếp tục nói, như như a, à, ngày mai chính là sinh nhật 20 tuổi của con, muốn cái gì thì nói với tiểu mẹ, tiểu mẹ nhất định thỏa mãn ngươi, đợi chút lâm thâm thâm đang nói cái gì? Sinh nhật 20 tuổi Cố tuyết như rõ ràng đã hơn 30 tuổi, vì sao lâm thâm thâm nói ngày mai mới là lễ song thập. Cố tuyết như cực độ khiếp sợ rung giọng mở miệng hiện, hiện tại là năm bao nhiêu? Năm 2011. Như như, con làm sao vậy? Đừng làm tiểu mẹ sợ, năm 2011. Năm 2011, nhưng hiện tại rõ ràng là năm 2025 cơ mà, cố tuyết như hiểu được, rốt cục hiểu được, cô trọng sinh, cô cũng hiểu được, vì sau ngày sinh nhật 20 tuổi, cô ngoại ý muốn nhận được bức ảnh giường chiếu có hình mình, từ trước Cố Tuyết Như cũng không rõ là ai đã hại cô. Hiện tại cô đã hiểu, lúc đầu những bức ảnh này được tung ra trở thành một sự kiện lớn, đến cửa nát nhà tang đều do Lâm Thâm Thâm đã đặt ra một cái bẫy, cắn răng, Cố Như Tuyết hai mắt căm tức dần đỏ lên đoạt lấy mấy chụp ảnh trong tay Lâm Thâm Thâm vứt xuống đất, liên tiếp dẫm chân lên coi như đã khôi phục bình tĩnh. Như Như, con đừng sợ tiểu mẹ sẽ không cho những bức ảnh này truyền ra ngoài, cố tuyết như trong lòng cười lạnh, lâm thâm thâm ngươi đúng là quen sắm vai tiện nhân, bạch liên hoa trong lòng nghĩ như vậy, cố tuyết như rất nhanh sửa sang lại suy nghĩ của mình, cô biết rõ hiện tại chính mình không thể cùng với con người này cứng đối cứng, trước lúc trọng sinh, cố tuyết như thẳng thắn công khai cùng lâm thâm thâm đối đầu, cô không những không chiếm được bất kỳ kẻ nào mà còn làm cho cửa nát nhà, tan hiện nay, cố tuyết như trọng sinh nhất định không thể một lần nữa lại đi vào vết xe đổ cũng may những bức ảnh này giữa chừng bị cô phát hiện cũng không cần lo lắng lâm thâm thâm trước mặt nàng truyền những thứ này ra ngoài cho nên cố tuyết như coi như là tránh được một kiếp lớp tuyết như nhớ rõ ràng lúc cô quyết định tự sát có thầy bói từng hỏi qua cô nếu có thể sống lại cô muốn làm cái gì nhất lúc ấy cô rất rõ ràng nắm chặt hai lòng bàn tay nghiến răng nghiến lợi nói tôi sẽ tự tay hủy hoại cuộc sống cô ta đó là lâm thấm thấm. Mà nay, tiên đoán lại thành sự thật, cô phải hướng tới mục tiêu, không ngừng phấn đấu, đem lâm thâm thấm hoàn toàn loại bọc 20 tuổi. Cố tuyết như không thể nói dối là cô không cao nào mà còn mang theo tuổi bốc đồng, tất cả mọi người đều biết, cô là đứa con gái yêu quý của cố hàng, âu yếm như hòn ngọc quý. Tiền tài, địa vị, mỹ mạo, trí tuệ, gia thế cùng môn đăng hộ đối, tình cảm bạn trai ổn định. Những thứ người khác không có, cô đều có là tiếc núi duy nhất của cố tuyết như là xuất hiện một cái tên lâm thâm thâm chuẩn xác mà nói là mẹ kế người so với cô lớn hơn 3 tuổi lâm thâm thâm người cũng như tên trong mắt mọi người điển hình bạch liên hoa một đôi mắt to điềm đạm đáng yêu bịa đặt câu chuyện tình yêu giả nhân giả nghĩa làm cho các nữ nhân thấy không đành lòng các nam nhân nhìn liền mềm lòng thương tiếc không thể chống cự yêu đến tận xương tuổi mọi người cảm thấy lâm thấm thấm là một tiểu bạch thỏ đáng yêu chọc người thương yêu chỉ có cố tuyết như cho rằng cô ta là một con rắn phun ra kịch độc tham lam chiếm giữ mọi thứ gia đình tiền tài kể cả người cô y chu nên cố tuyết như chán ghét lâm thâm thâm hơn nữa còn không chút nào che giấu chính là từ giờ trở đi cố tuyết như đem phần chán ghét này chôn sâu dưới đáy lòng phấn đấu PK ca bạch liên hoa nghe trọn bộ tại mê truyện audio com link trực tiếp ở phần mô tả